Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel và mình là Thương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tập một cái bài tập phù hợp cho tất cả mọi người luôn, kể cả những người mới tập yoga, những người lớn tuổi, những người có vấn đề về cột sống, hoặc là kể cả những bạn đang mang bầu cũng tập được bài này ha. Mình đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ và mình vẫn tập yoga bình thường, chỉ có cái bụng là hơi bự lên một chút. Bài tập hôm nay sẽ tập trung vào cách tập thở, cách liên kết hơi thở với động tác và cách để lấy cái hơi thở sâu giúp cho bạn có được cái sự yên tĩnh, cái sự kết nối với hơi thở và với sự thư giãn của tâm trí mình. Nào, đặc biệt là nó sẽ rất là phù hợp cho những cái bạn mà đang bị lockdown, đang bị phong tỏa ở Sài Gòn, ở tất cả những nơi khác và đang rất là stress vì phải làm việc ở nhà vì Covid nha. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Hãy trải thảm và bắt đầu bài tập ngày hôm nay nha. Hãy ngồi như bình thường, hãy ngồi lên giữa thảm của mình. Ngồi ở vị trí thoải mái, mình lắc lư nhẹ cái người mình bên phải, bên trái cho tới khi mình thấy vùng hông ngồi dễ chịu. Bài hôm nay tập về hơi thở nên cố gắng hãy nhắm mắt nhiều nhất có thể và chỉ mở mắt khi nào bạn muốn quan sát cái động tác thôi nha. Nào duỗi lắc lư nhẹ nhàng tay và vai, sau đó mình để lỏng hai tay lên gối, để úp hay là ngửa cũng được. Nào mình mở vai ra, hãy cân bằng hai vai của mình lại. Hít một hơi dài, thở ra bằng miệng của mình nào. Một lần nữa nha, hít một hơi dài, thở bằng miệng đẩy ra. Sau đó mình nhẹ nhàng nhắm mắt lại và mình bắt đầu hơi thở bằng mũi từ lúc này. Hãy nhẹ nhàng hướng sự chú ý của tâm trí bạn đi vào bên trong. Hãy bắt đầu lắng nghe và dõi theo hơi thở của mình. Bạn sẽ cảm nhận được nhịp hít vào làm lồng ngực nhân lên và nhịp thở ra làm thư thái cái lồng ngực. Mình sẽ quan sát hơi thở của mình trong vòng vài nhịp tiếp theo nha. Nào hãy chỉnh lại phần cằm một chút để vùng cổ của bạn không bị nghếch lên hoặc là không bị cúi xuống quá nhiều. Hãy chỉnh lại các đốt sống phía sau để bạn không bị ưỡn về phía trước hoặc là cúi về phía sau nhiều quá. Nhẹ nhàng đặt tay trái của bạn lên vùng bụng và đặt tay phải của bạn lên lồng ngực. Và mình bắt đầu đếm nhẩm trong đầu. Nhịp hít vào sẽ đếm 1, 2, 3 là điểm cao nhất của hơi thở. Và nhịp thở ra mình sẽ đếm từ 3, 2 và 1, đẩy hết sạch sẽ khí ra. Nào mình lặp lại như vậy. Hít vào 1, 2, 3 và thở ra 3, 2 và 1. Và bạn tự thập theo cái chiều dài của hơi thở mình. Hãy nâng vùng bụng và vùng lồng ngực lên khi hít vào. Và hãy hạ vùng lồng ngực rồi vùng bụng của bạn khi thở ra. Nếu bạn chưa biết cách để nâng vùng bụng và ngực thì hãy quan sát làm sao mà mình hơi thở của mình dài và sâu là được.
bắt đầu thấy xung quanh mình yên tĩnh hơn. Ý thức của mình tập trung được vào bên trong mình nhiều hơn. Và mình bắt đầu cảm giác sự khoan khoái, thoải mái trong từng nhịp hít và thở của mình. Mình lặp lại một vài nhịp nữa nha. Nâng lên, rồi hạ xuống. Hít vào. Rồi thở ra. Một nhịp cuối cùng, hãy hít thở cùng nhau. Và sau khi kết thúc nhịp cuối cùng, bạn hãy nhẹ nhàng mở mắt ra và đặt hai tay lên gối của mình. Bạn cảm thấy thế nào? Yên tĩnh hơn, thoải mái hơn và liên kết được với cơ thể mình hơn rồi đúng không? Bây giờ bạn hãy mở hai cái bàn chân ra và chạm chân vào với nhau, đây là tư thế con bướm. Sau đó bạn lồng tay lại và nắm lấy hai cái đầu của bàn chân, nắm chặt vào và mình nhịp hai cái đầu gối mình lên xuống, hơi cúi cái người về phía trước một chút ha. Nào, nhịp lên xuống hai cái đầu gối của mình nhẹ nhàng, lúc dần giải tỏa cái vùng căng cứng ở vùng hông của mình. Nào, nhịp bạn đi cùng ha, lên rồi xuống, lên rồi xuống. Nào, lên xuống nhẹ nhàng và nhắm mắt lại, cảm giác vào sự chuyển động của hai đầu gối và sự chuyển động của vùng hông. Một nhịp nữa nào, hít vào sâu. Rồi, mình mở mắt ra. Nào, bây giờ mình mở hai cái cùi chỏ mình ra và rướn lồng ngực về phía trước, vươn cằm lên, hít vào, đẩy cái người mình nhiều về phía trước nha. Sau đó gập cằm vào cổ, cuộn cái lồng ngực vào trong, hóp bụng vào luôn, mình thở ra. Mình sẽ quay về hướng bên này, mọi người nhìn dễ hơn nào. Tay chạm, tay nắm lấy. Hít vào, nào rướn người, ưỡn về phía trước. Đẩy cái lồng ngực của mình vươn cằm lên. Thở ra, bạn cuộn vào. Và mình lặp lại như vậy 5 lần nữa nha. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào.
thở ra. Hít sâu vào. Rồi thở ra. Nhịp cuối cùng. Hít vào. Và mình thở ra. Sau đó bạn ngồi thẳng lưng, gập hai đầu gối của mình vào, đạp hai chân xuống, lắc lư hai cái đầu gối qua hai bên nhẹ nhàng. Rồi mình lại ngồi và cuộn chân, gác chân chéo lên như hồi nãy. Nào bạn dang ngang hai tay ra, dang rộng hai cánh tay, lắc lư thoải mái cái vùng vai, vùng cổ một chút nào. Dùng cái tay bên trái của mình đang là tay phải của mọi người á. Nào đặt lên cái phần tai của mình này và hạ tay phải xuống từ từ. Mình sẽ dùng tay trái kéo cái đầu mình về bên trái. Và vùng cổ chỗ này của mình sẽ hơi căng lên một chút nha. Nào giữ đây một chút. Sau đó mình nâng lên nhẹ nhàng này, dùng lực của tay trái nâng đầu lên, dang ngang tay trái, tay phải ra trở lại. Nào lắc lư thoải mái. Mình đổi bên kia nha. Dùng tay phải đặt lên trên tai, kéo cái đầu về phải một chút và chạm ngón tay trái chạm sang. Nào nhẹ nhàng nâng lên, dang hai tay ra, lắc lư nhẹ nhàng tay. Tiếp tục mình khởi động cho phần vai nha. Từ vị trí này bạn đưa cái tay bên phải của mình này xuống dưới cái tay trái và bạn khuỷu mình trở lại, hai tay chạm vào nhau. Bạn có thể nắm vào ngón tay cái, có thể lồng vào nhau hoặc là chặt vào nhau. Nào sau đó bạn chìa cái cùi chỏ của mình về phía trước ạ, đánh qua đánh lại một chút nè. Sau khi là tay lúc này là tay phải nằm ở dưới nha bạn, cho nên bạn sẽ kéo cái vai mình về bên phải này, rướn lên hít vào, quậy về bên phải của mình này, kéo căng cái cùi chỏ bên trái, kéo căng cái cánh bả vai bên trái của mình ra, lặp lại quay về dở, kéo về bên phải của mình, tiếp tục quay về dở, kéo căng về phải của mình. Hai vòng nữa nào. Kéo về bên phải. Rồi về giữa. Và lần này kéo căng người phải. Mình hơi xoay nhẹ cằm qua bên vai trái và nhìn trách về hướng bên trái của mình. Nào giữ đây một chút. Quay về dựa trở lại. Nào gỡ tay ra, dang ngang hai tay, lắc lư nhẹ nhàng hai vùng vai một chút xíu. Mình sẽ đổi về bên kia. Những bạn mà ngồi làm việc máy tính nhiều á, vùng vai nó sẽ rất là căng ha, và bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu khi tập động tác này. Nào đan tay chắc vào và lắc lư nhẹ cho nó vào được vị trí thoải mái. Sau đó mình sẽ kéo về bên trái nha, kéo căng cánh tay về trái. Quay về giữa. Nhịp thứ hai, kéo về trái. Quay về giữa. Tiếp tục nhịp thứ ba, kéo về bên trái. Quay về giữa. Hai nhịp nữa nào. Tiếp tục kéo về bên trái của mình. Quay về giữa. Và nhịp cuối cùng. Nào mình kéo căng về bên trái và mình giữ ở đây, xoay nhẹ cái gương mặt về phía cằm bên phải và nhìn trách qua bên phải của mình. Sau đó mình quay về giữa trở lại và gỡ hai tay,
lắc lư tay nhẹ nhàng. Lần này mình đưa tay về phía sau lưng của mình và lồng các đốt ngón tay đan vào nhau. Bạn nắm chặt các đốt ngón, các hai cái bàn tay này duỗi ra phía sau và ưỡn cái ngực về phía trước. Sau đó mình cúi nhẹ cái người chéo về trước 45 độ. Rồi nhấc lên, rướn cái tay căng về sau giống như là ai nắm tay mình kéo xa về phía sau á. Lặp lại vài lần ha. Cúi nhẹ về phía trước. Duỗi nhẹ về phía sau. Cúi nhẹ về phía trước. Kéo về phía sau. Tiếp tục về phía trước. Đưa ra sau. Và nhịp cuối cùng, kéo về phía trước và đưa về phía sau. Sau đó mình gỡ bàn tay ra, chạm cái ngón tay của mình chống xuống sàn và ưỡn cái lồng ngực lên. Lúc này cái ngực mình được mở ra này, khung lồng ngực này mở hết ra. Mình sẽ tập vào hơi thở mình một chút ha. Ngón tay chạm về phía sau, nào nhìn thẳng về phía trước, nhìn chách lên cũng được. Hít vào, mở lồng ngực rướn lên. Thở ra, hạ ngực nhẹ nhàng, tập trung vào vùng ngực. Lúc này mình không có cần để ý vùng bụng dưới nữa nha. Hít vào. Thở ra. Mình sẽ lặp lại 5 lần. Tùy theo hơi thở của mình, bạn có thể biết động tác rồi thì nhắm mắt lại cũng được. Nào hít vào. Sau khi mà bạn hoàn thành 5 hơi thở rồi, mình sẽ cúi người về phía trước và lùi về tư thế em bé, chạm hai tay về trước. Bạn mở hai cái đầu gối của mình rộng ra. Đối với những bạn nào bầu mà cái bụng lớn quá rồi, hãy mở cái đầu gối rộng hết mức ra và hạ cái cúi chậm như thế này cũng được ha. Còn nếu bạn nào mà cảm thấy khớp hông của mình thoải mái á, mình cứ nằm rạp xuống luôn nè. Và duỗi hai tay về trước, chạm chạm xuống sàn. Nào mình giữ đây một vài nhịp. Và nhẹ nhàng kéo hai tay về gần khuôn mặt của mình. Và mình nâng người lên vào vị trí bốn đệm. Nào bạn xòe hai tay rộng ra. Hai cái đầu gối mở bằng hông của mình thôi. Và bám chặt hai tay, lắc lư nhẹ vai. Lưng bên phải, bên trái. Lắc lư thoải mái. Bây giờ mình sẽ vươn tay này và chân kia nha bạn. Nếu bạn rướn tay phải về phía trước thì sẽ duỗi chân trái ra phía sau. Nào đừng để cái lưng mình ọng xuống nhiều quá. Hãy nâng cái vùng lưng cao lên một chút xíu. Tay và đầu gối vuông góc. Nào vươn tay phải về trước và duỗi chân trái ra sau. Kéo căng người, hít vào. Thở ra hạ tay, hạ gối. Bên kia hít vào. Duỗi chân và tay căng ra. Hạ tay, hạ gối. Mình lặp lại, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra, hít sâu vào, thở sâu ra, hít, thở, hít, thở ra, giãn,
hạ xuống, giãn ra, hạ xuống, giãn ra, hạ xuống. Vòng cuối cùng nào, giãn ra nào, mình giữ ở đây một chút nào, chân duỗi thẳng về phía sau, tay rướn về trước nào, nhìn thẳng về phía trước của mình, cố gắng giữ lại sự thăng bằng. Và hạ xuống, đổi bên nào, duỗi tay bên trái và chân bên phải của mình nhìn về phía trước. Và thở ra, lắc lư nhẹ nhàng vai, thắt lưng thoải mái. Mình sẽ đẩy lên tư thế chó úp mặt nha mọi người. Bàn tay chống nhón mũi chân và mình duỗi cái người mình, hai chân mở ra, duỗi về phía sau. Nào thở dài, lắc lư vùng hông bên phải bên trái, lắc lư vùng vai bên phải bên trái thoải mái. Và mình giữ đây một chút. Và từ vị trí down dog này, từ vị trí chó úp mặt này, mình sẽ bước chân bên phải ra ngoài bàn tay bên phải của mình nha. Nào bước ra ngoài với tay phải, sau đó mình nhịp cái phần hông của mình lên xuống một vài nhịp này, hạ xuống ngửa mặt nhìn lên, sau đó nâng lên cúi đầu nhìn xuống, lặp lại vài lần. 1, 2, 3, 4 và 5. Mình hạ hoàn toàn xuống luôn, nhớ là lùi cái chân trái mình ra phía sau một chút á, để vùng hàng ép xuống. Và mình sẽ chỉ cái mũi chân trái lên trời, đồng thời khuỵu nhẹ cái cùi chỏ và rườn cái lồng ngực nhìn về phía trước. Nào giữ cái độ căng của cơ đùi phía sau, độ mở của lồng ngực nhìn lên. Nào động tác này nhìn thì dễ thôi, nhưng mà bạn vào đúng thế nó sẽ rất là khó ha. Siết và chỉ căng cái mũi chân sau lên. Sau đó bạn úp chân sau xuống, mở ngửa cái bàn chân bên phải của mình và dùng tay phải đẩy cái phần hông ra nhìn chéo về phía sau. Và nhẹ nhàng cúi về trước, chạm tay xuống sàn, úp chân phải, nhón chân sau, nâng gối trở lại. Mình sẽ bước chân trái ra ngoài tay trái của mình và ngồi vào tư thế squat nha. Nào nhịp cho nó có đà trước nè. Bước lên và mình ngồi xuống, hai tay chạm về trước và bẩy cái lồng ngực nhìn thẳng về phía trước nào. Sau đó bạn dùng hai cái ngón tay này móc vào hai cái ngón chân của mình và bạn từ từ nhấc cái mông lên nào, nhấc lên. Bạn có thể chỉ ở đây thôi cũng được nè, lắc qua lắc lại, hoặc là bạn duỗi thẳng nó lên luôn và thả lỏng đầu xuống. Mình lắc lư nhẹ nhàng bên phải bên trái, lắc nhẹ nhàng. Đối với các mẹ bầu mà vùng bụng nó bự quá, bạn có thể giữ ở đây nè. Nếu mà cái chân mình căng quá, mình có thể chỉ giữ ở đây thôi ha. Đối với những bạn mới cũng vậy nha. Lắc nhẹ nhàng, thoải mái nhẹ nhàng vùng lưng, vùng vai ra, giống như là mình đang rung đưa vòng tan cái phần thân trước của mình. Sau đó mình rời hai tay chống vào bên trong trở lại, khuỵu nhẹ gối. Mình sẽ bước chân bên phải của mình ra phía sau nha mọi người. Bước chân phải nè, duỗi về sau, chống bàn chân, mũi chân, nhìn về trước nào, nhịp đầu gối lên xuống một vài lần. Hít thở. Một nhịp nữa nào, lên, xuống, rồi nhấc lên. Sau đó mình lùi cái chân về sau một chút nè, chạm cái gối xuống, chỉ cái mũi chân lên trời, ép vùng hông, khuỵu nhẹ cái cùi chỏ và ưỡn ngực nhìn check lên. Nào mình giữ đây một chút xíu. Sau đó mình úp bàn chân bên phải xuống, xoay về trái, đặt tay trái lên gối, mở bàn chân trái, xoắn nhẹ cái người vặn về phía sau. Sau đó mình quay trở lại, chống tay xuống sàn,
nhọn gối, nhọn mũi chân này, nhấc gối đạp chân vững chãi chân trái và mình bước chân phải lên, nào bước lên, sau đó hạ mông ngồi xuống và bẩy rộng hai cái cùi chỏ ra. Và lần này mình đưa hai tay ra sau lưng của mình đan lại, đan y như là lúc ban đầu mình đan ha. Mình sẽ nhấc mông lên như là hồi nãy nè và cúi đầu xuống, đồng thời đan cao cánh tay, nào cúi xuống duỗi ra, cái này cực kỳ thoải mái luôn. Sau đó mình lại nâng lên hoàn toàn thân mình lên, lặp lại một lần nữa nha, nào khuỵu đầu gối này, hạ mông xuống, sau đó lên, nâng cái mông chìa ra sau, đặt cánh tay, cúi đầu xuống, mọi người có thể chỉ cần khuỵu ở đây cũng được nè, hoặc là duỗi ha, giãn căng ra nào, cúi hạ đầu xuống sàn, sau đó đặt bay vào mông, nâng hoàn toàn người đứng lên, dụ dụ hai cái tay chân một chút, lắc lư nhẹ nhàng một chút, và mình sẽ tập một chút thăng bằng. Bạn đứng về giữa thảm ha, hai chân mở rộng ra. Nào, đứng như là tư thế squat hồi nãy á, mình khuỵu hai cái đầu gối chậm rãi, nhịp nhịp hai gối lên xuống. Sau đó dồn hết lực qua chân phải nè, mình co cái chân trái nhấc lên và mình gác ngang qua. Rồi hạ vùng mông xuống, hai tay đặt về phía trước cho tới khi mà cái mông mình chỉ căng về phía sau, mình giữ được sự thăng bằng thì chắp hai tay về trước lồng ngực. Nào, mình giữ thăng bằng ở đây nha. Nhìn vào một điểm, vùng hông giãn về phía sau. 2 3 4, nào đứng lên nào, rồi khuỵu gối, nhịp nhịp hai cái đầu gối. Mình sẽ đổi qua chân bên trái, nào dồn lực qua chân trái này, bước cái chân phải gác qua, sau đó ngồi xuống, ngồi sâu xuống, mông chĩa về sau, tay chắp về trước ngực của mình, nhìn vào một điểm phía trước. Nào hít thở dài, 2 3 4, và đứng lên nào, thoải mái tay chân ra. Mình ngồi về giữa thảm của mình, xoay dọc để chút nữa mình nằm ngửa ra nào, và hai bàn chân chập lại như lúc ban đầu, nhịp nhịp lại hai đầu gối, cảm nhận cái sự thoải mái của vùng háng bây giờ thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó giữ nguyên hai chân và mình nằm ngửa cái người về phía sau, nằm thẳng lưng ra luôn nha. Hai tay xuôi theo người, hai cái chân giữ nguyên như vậy, kéo sát nó vào đùi một chút này, hai bàn chân chập vào như là con tư thế con bướm hồi nãy ha. Nào, hai cái cánh tay mình mở ra. Thật ra cái chỗ này của mình đang rất là nóng á, do mình quay vào buổi chiều mà mình lại không bật quạt tại sợ cái tiếng ồn nó làm nhiễu cái âm thanh á, cho nên đang khá là nóng và lại không có gió. Nào mình bắt đầu ha, mình sẽ nhấc vùng hông lên khỏi sàn đó mọi người, hai tay úp chặt xuống sàn nè, mình nhấc lên nè, hít vào, nhấc nhẹ vùng hông lên, hai chân đạp chắc vào để lấy dịu lực với nhau á, thở ra hạ xuống. Nếu có thể nhấc cao lên được hãy cố gắng ráng cao thì cao ha, và lặp lại 5 lần. Nào 1 này, căng lên, dồn lên vai, lên cổ của mình, hạ xuống. Nào nhấc lên, 2, hạ xuống, 3, nhấc lên, hạ xuống. Nào 4, nhấc lên, hạ xuống, và nhịp cuối cùng. Nào nhấc lên và hạ xuống. Sau đó mình cuộn gối ôm vào ngực. Đối với các bạn bầu thì mở hai cái gối ra, đối với những bạn bình thường thì khép gối và ôm sát vào ngực của mình. Nào lắc lư nhẹ nhàng, lưng qua phải qua trái. Và mình sẽ vặn nhẹ người về bên trái ha, khép cả hai cái đầu gối này, gác qua trái và rớt xuống, tay trái đặt lên đùi, xoay về nhẹ về bên phải của mình. Nào dịu đi một chút xíu. Sau đó mình nâng lên, đổi qua bên kia ha. Bạn bẩy hai cái đầu gối về phải, xoay nhẹ vai về trái, gương mặt xoay về trái.
Sau đó mình quay về dựa, duỗi hai tay lên lắc 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 và duỗi hai chân lên lắc 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 và mình rớt xuống nè, buông lỏng xuống, lỏng xuống sàn. Và tìm lại cái vị trí mà toàn thân của mình thoải mái được nhiều nhất, thư giãn được nhiều nhất, mình chìm vào sự thả lỏng cuối cùng. Nào đặt nhẹ tay trái lên vùng bụng và tay phải lên vùng ngực như lúc ban đầu. Hít sâu vào, thở sâu ra. Hãy để cơ thể mình nằm chắc, thoải mái và tan xuống dưới sàn. Hãy để các đốt sống lưng, đặc biệt là vùng lưng dưới và vùng vai của mình ở vị trí thoải mái. Cảm nhận sự liên kết của cơ thể xuống mặt sàn, xuống tấm thảm yoga nơi mình đang nằm. Cảm nhận sự thư giãn của vùng thân dưới, bắp đùi, hai đầu gối, hai bàn chân, cổ chân và các ngón chân. Sự thư giãn của vùng bụng, vùng lồng ngực. Hơi thở đang nhịp nhàng, đi vào rồi đi ra. Nâng lên rồi hạ xuống. Và buông lỏng hai cánh tay, hai bả vai. Và buông lỏng hai tay xuôi theo người mềm ra luôn. Thư giãn gương mặt của mình. Thư giãn đỉnh đầu. Hướng sự chú ý vào bên trong. Và hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng, sự thư giãn cuối cùng. Mình như là một tảng mây trôi, bồng bềnh, tự do ở trên bầu trời, không kiểm soát, không vướng bận, hoàn toàn tự do. Hít một hơi thật dài, thở sâu ra. Cử động lại các ngón tay, ngón chân. Đánh thức cơ thể của mình lại, lắc lư hai bàn tay, hai bàn chân. Sau đó mình duỗi hai tay qua quả đầu, nào rườn căng cái người ra, nhẹn ra, khuỵu gối lại. Và mình vẫn nghiêng người, đổ nghiêng qua một bên. Sau đó mình chống tay và mình ngồi lên luôn nha. Nào đẩy người và mình ngồi thẳng lên. Ngồi vào vị trí thoải mái, lắc lưng thoải mái. Nào hãy hít một hơi dài cùng nhau. Thở dài ra cùng nhau. Và mình mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã tập cùng Thương trong cái bài tập thư giãn và quan sát chăm sóc hơi thở của mình vừa rồi. Bài tập này bạn tập vào buổi sáng cũng được, hoặc là ngay khi mà buổi tối, ngay khi trước khi mà bạn đi ngủ cũng được ha. Sẽ giúp bạn có một giấc ngủ sâu hơn, êm ái hơn và yên tĩnh hơn. Tạm biệt mọi người. Nếu bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình, hãy bấm nút đăng ký và nút chuông để nhận các bài tập tiếp theo nha. Và hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau. Bye bye mọi người. Nếu mọi người có câu hỏi gì hãy viết về bên dưới. Khi nào rảnh tôi sẽ trả lời hết. Tạm biệt mọi người. Namaste.